Như vậy là trận đấu cuối cùng đã diễn ra. Trong 3 trận thì mỗi bên đã giành thắng lợi 1 trận. Thực ra trong một trận đấu giao hữu thì tỷ số hòa là tỷ số đẹp nhất, nhưng có lẽ sẽ hay hơn nếu mà biết được đâu là người chiến thắng. Để có thể học thuộc hết các hero trong Dota, các bạn chỉ cần mất khoảng 1 tháng. Nhưng để có thể chơi được thuần thục thì có khi vài năm cũng chưa chắc đã có thể đánh được hay. Tất nhiên là với cá nhân của tôi thì tôi chơi Dota cũng được 4 năm rồi. Nhưng bản thân mình nhận thấy trình độ của mình vẫn còn quá kém cỏi so với mặt bằng chung Dota hiện nay. Hết lượt pick, hết lượt ban đầu tiên. Team 1 ban Invoker, Pugna và Lican. Vẫn là ba hero họ thường ban. Team 2 ban Shadow Demon, Broodmother và Bad Rider. Vâng, sau sự xuất hiện của Broodmother vào hai game đầu tiên, có vẻ như Stavola đã biết rằng Broodmother là một trong những hero sở trường của DIF. Vì vậy họ quyết định ban hero này. First pick Earthshaker. Bên kia pick Windrunner và Choker Knight. Choker Knight là một hero có khả năng làm cho đối phương bị đứng im trong vòng 4 giây. Và các bạn biết đấy, với Dota là môi trường của những combat với những skin kết thúc rất nhanh thì 4 giây là cả một vấn đề. Mà này không được chọn. Trong Dota thì có nhiều mod. Bình thường khi tham gia những giải đấu, những trận đấu public thì người ta sử dụng mod trừ AP. Tức là mod này thì các bạn có thể tự do chọn các hero mình muốn ở trong những nhà này. Đây các bạn có thể nhìn thấy các hero đây. Nhưng khi thi đấu trong những trận đấu mang tính chất nghiêm túc thì sẽ sử dụng mod trừ CM. Mod này là Captain Mod, tức là chỉ có những người ở vị trí đội trưởng sẽ được quyền chọn những hero và sắp xếp trận đấu theo ý đồ chiến thuật của mình. Hết lượt pick đầu tiên, team 1 pick Windrunner, Choker Knight và Dragon Knight. Team 2 pick Earthshaker, Beastmaster và Vengeful Spirit. Vengeful Spirit là một hero có hai skin tiêu biểu, đó là skin stun, tức là skin làm đơ với đam khá to và bị stun trong 2 giây. Còn skin ulti là swap, đổi chỗ của chính nó cho một hero khác, có thể là hero của mình hoặc đối phương. Rất cơ động trong combat. Dragon Knight là một hero melee, tức là một hero cận chiến, nhưng có skin ultimate hóa thành một con rồng. Và khi đó thì anh ta sẽ trở thành một hero ranger bắn xa. Trước sự xuất hiện của Dragon Knight và Windrunner thì Rekka đã quyết định ban Green Knight để phòng trường hợp họ sử dụng chiến thuật spam skill giống như Stabuba vừa dùng.
số 3 tha số 3 này nhé. Bấm thang máy nhanh nhé. Bấm thang máy nhanh nhé. Bảo ông bảo vệ em mở cửa cho con đấy. Sau khi team 1 pick được Quick Doctor thì Rekka, đội trưởng của Star Wars quyết định pick Ancient Apatron. Vâng, Ancient Apatron AA là một skin, có một skin có khả năng làm khóa mọi khả năng regen của đối phương. Trước sự hiệu quả của Battle khi sử cầm Morphing trong trận trước, có lẽ trận này anh ta sẽ tiếp tục cầm Morphing. Vâng, như vậy sau 2 lượt ban pick thì team 1 pick Windrunner, Chao Kernai, Rome Kernai, Quick Doctor và Puck. Còn team 2 pick Earthshaker, Beastmaster, Vengeful Spirit và Morphing. Trận đấu đã bắt đầu. Theo tôi đoán thì Morphing và Beastmaster sẽ là hai hero solo, trong khi đó Earthshaker, Ancient Apatron và Vengeful Spirit sẽ đi lên 3. Như vậy trận đấu này team 1 quyết định đi theo lên 2-1-2. Hai hero đi top của team 1 là Puck và Windrunner. Dragon Knight được ưu tiên farm ở mid. Ở bot là Chao Knight và Wick Doctor. Puck đã sử dụng screen wave của mình nhưng vẫn không thoát được cái chết. First Blood cho Stabula. Ở mid sẽ rất khó khăn cho Dragon Knight khi phải solo với Ancient Apatron. Doctor và Chao Kernai đã bám sát Beastmaster. Có lẽ họ quyết định là cố gắng giết Beastmaster trong. Vâng, vậy là Beastmaster đã nằm xuống. Chùm chật khớp đã hy sinh.
Như vậy lần này người cầm Mofing không phải là Bateo mà là David. Một pha phối hợp không thành công, Rome Knight đã thoát chết. Players' forces are under attack. Hai hero ăn double dam đang solo với nhau. Vâng, và Winrunner đã hy sinh. Beastmaster vẫn phải solo với hai hero có skill stun rất khó chịu, đó là Winter Hunter và Shark Knight. Players' forces are under attack. Assecker và Vengeful Spirit đã tiến xuống. Đánh nhau to rồi. Một stun khởi đầu. Beastmaster đã hy sinh. Quick Doctor cũng theo đối phương lên bảng. Combat 3v2 và mỗi bên một hero đã ngã xuống. Quick Runner đi xuống để hỗ trợ đồng đội nhưng đã muộn, trận đấu đã kết thúc. A town is under siege. Phút thứ 5 của trận đấu. Xin lỗi các bạn, phút thứ 6 của trận đấu. David cầm Mofing farm được 16, Jenny 12. Dragon Knight chuẩn bị úp sọt. Chuẩn bị bị úp sọt. Hàng loạt skin khủng khiếp dã vào mặt và anh ta đã không thể tránh được cái chết. Khác hẳn với hai trận vừa rồi thì vào đầu game của Star Wars trận này họ combat hoàn toàn rất tự tin với những skin disable mạnh mẽ. Và ở phía trên Mofing solo với Park khá là nhẹ nhàng. Forces are under attack.
Ở mid thì anh Sina Patron bởi Bateo đã bị ba hero của team 1 úp sọt. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là ở dưới Beastmaster được tự do thỏa thích làm gì thì làm. Park đã thoát chết. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Whitaker và Wiener mà Park của team 1 đã không phải hy sinh trong tình huống vừa rồi. Có vẻ như David đã không còn được thong thả farm như từ đầu nữa. Chúng ta sẽ dồn sự chú ý khi lên top. Đã có tổng cộng 6 hero của cả hai bên tập trung tại đây. Với 34 con grip. Town is under siege. Combat xảy ra trong rừng. A player's forces are under attack. Park hy sinh, Widowter hy sinh và Windrunner có lẽ đã không thoát được khỏi cái chết. Vâng, đã chết. Killing spree cho David. Ở mid AA bị hai hiệp sĩ của chúng ta là Shao Kanai và Dragon Kanai úp sọt. Đây là hình dạng rồng của Dragon Knight khi mà hóa Ultimate. Ultimate ở level 1 thì là rồng đất, Ultimate ở level 2 là rồng lửa, Ultimate ở level 3 là rồng băng. Ở level 2 thì rồng lửa có khả năng bắn ra đam lan. Và ở level 3 thì khi rồng băng vừa đam vừa slow vừa lan. Are under attack. Berserker bị 4 hero của team 1 truy đuổi. Vâng thưa các bạn, thật khó để cho tôi có thể đọc tên được từng hero của team 1 bởi vì họ dùng ký tự Trung Quốc. Và ký tự này thì không hiển thị được ở trong Warcraft 3. Nên tôi đành phải đọc tên họ theo hero vậy. Shao Kanai đã chết. Và tiếp theo có lẽ là tôi đang chờ một pha ulti. Nhưng cuối cùng thì đã không có. Dragon Kanai đã kết thúc sinh mạng của Beastmaster. Nhưng AA
VS và Earthshaker đã trả thù cho đồng đội mình. Một pha stun không thành công của Earthshaker, nhưng cho con ai cũng không thể thoát được. Beastmaster rất hung hăng và anh đầu tư hẳn một phát skin ultimate để tiêu diệt cho con ai đã không còn tí sức sống nào. A town is under siege. Muffin đã hoàn thành xong Yasha Power Cheat. Phía bên trên kia thì Park cũng đã có item nhưng nhìn vẫn hết sức đơn giản. Windrunner thì vẫn trung thành với đôi giày màu đỏ. Đến bao giờ thì chiếc giày của Windrunner mới được đổi màu đây, khi mà anh ta cứ liên tục chết như thế này. Ba hero của team 2 đang tiến hành phê dưới. Một loạt disable túng vào mặt và Wilter đã hy sinh. Forces are under attack. Trước sự hùng hổ của Star Wars 3, Roshan đã không có cách nào khác phải chạy ra khỏi khu nhà của mình. Nhiều khả năng lần này team 1 sẽ ăn được Roshan, bởi vì team 2 đã bị mất nhiều hero. Vâng, như vậy là sau màn ăn Roshan không thành của team 2, sau màn ăn Roshan không thành của Star Wars 3 thì DIF đã combat thành công và hiện giờ họ đang đứng trước cơ hội rất lớn để cướp được Roshan. David liều mình xông vào để cướp Roshan nhưng không thành. Và tất nhiên đã phải hứng chịu một loạt steel vào mặt. Beastmaster cũng liều mạng không kém khi mặc dù mình không còn một chút sức sống nào. Earthshaker bị vây, liệu anh ta có thể thoát được không?
Như vậy là team 1 đã quyết định không truy đuổi. Dragon Knight thì sắp hết trạng thái hóa rồng của mình. Park sử dụng skill Way để clear grip. Còn ai đã bỏ mạng. Tiếp theo là đến lượt Witch Doctor. Tuy vậy team 1 cũng thành công khi phá được trụ 2 của team 2. Khác với hai trận đấu trước, ban đầu chúng ta thấy game ở tình cảnh là game một chiều, thì trận đấu này trong 18 phút đầu game thì hai bên chiến đấu rất cân bằng với nhau. Tỷ số kinh điệp bây giờ là 14-16, không chênh lệch nhiều. Chocona hiện giờ đã khá cứng khi có trong tay Vanguard. Vanguard là một item block được đam vật lý, nên những đòn đánh tay không của các hero khi gặp Van Vua này sẽ bị cản lại phần lớn. Mô Phinh đã không thể trốn thoát trước sự truy đuổi của ba hero. Với stun 4 giây của Chao Knight, VS chỉ biết đứng im chịu chết. AA mua được giấy teleport định tele về nhưng không thể trốn thoát bởi stun của Windrunner. Sau combat vừa rồi, team 1 mất 1 người, trong khi đó team 2 mất 3 người. Tỷ số kinh đếp bây giờ là 18-17, team 1 đang hơn 1 mạng. Is under siege. Players' forces are under attack. Sau khi P thành công trụ 2 trên top, 4 hero của team 1 vẫn tiếp tục ẩn nấp trong rừng của team 2. Có lẽ họ đã định làm một màn đuổi bắt bất ngờ trong đây chăng? Ý đồ đã rõ. Họ đang định chờ một hero của team 2 xuất hiện để tất cả cùng lao ra một lúc. Vâng, và Earthshaker đã nằm xuống. Mất một trụ và một mạng trong tình huống vừa rồi, nhưng ở dưới Mô Phinh chính vì thế lại được có khoảng trống để farm. 103 creep, phút thứ 21. Chúng ta có thể nhìn thấy hai con rồng đang khè nhau. Đó là skill ulti của Mô Phinh, có khả năng bắt chiếc một hero đối phương, tạo thành một bóng cho bên mình. Illusion
Stabova đã thủ thành công và tiêu diệt được hai hero của bên team 1. The Dragon Knight cầm trong tay khiên hồi sinh, sống dậy, tiêu diệt được Megafood Spirit. Nhờ sự có mặt kịp thời của Seeker mà Morphing đã không bị chết trong tình huống vừa rồi. Liệu Dragon Knight, Dragon Knight lên bảng Ended Killing Spree. Chuỗi giết người của Dragon Knight đã kết thúc. Cầm 2k6 tiền trong tay, không biết Morphing sẽ lên item gì tiếp theo. Thật bất ngờ khi một hero supporter như Witch Doctor lại có thể có nhiều item như thế này. Từ phút thứ 12 đến giờ thì Chao Knight mới chỉ thêm được chiếc trống. Trong khi đó, Morphing vẫn chưa mua thêm item gì. Park đã có kiếm Blink. Nếu như đủ mana để combo thì với kiếm Blink, Park gần như bất tử. Không hero nào có thể bắt được Park khi mà hero này còn đầy mana và có kiếm Blink trong tay. Có vẻ như team 1 đang bị rơi vào tình huống bế tắc. Họ liên tục để lộ ra những khoảng trống cho Morphing farm. Trong khi đó, về combat, tuy hơn được 2 mạng nhưng vẫn không phải là áp đảo. Khoảng cách đó... Vâng, sau có combat xảy ra ở mid. Chao Knight và Park đã xuất hiện kịp thời. Megafull Spirit, Beastmaster đã lên đường, nhưng Morphing vẫn bảo toàn được tính mạng. Dragon Knight đã lên level 16. Sau turn này anh ta sẽ biến thành rồng băng. Đây là dạng rồng lửa của Dragon Knight. Các bạn có thể nhìn thấy lửa anh ta phun ra đã bắn theo đam lan. Như vậy Dragon Knight quyết định lên Attack Speed và đẩy đam. Với Critical này thì đam Dragon Knight sẽ khá to. Có vẻ như việc pick Morphing là khá hoàn hảo để đối phó với những con hero trâu như Dragon Knight. Bởi vì cái bóng mà Morphing tạo ra bằng skill Ultimate thì cũng khỏe tương đương với cái hero chính mà nó đã tạo ra. Windrunner đã hy sinh. Kill.
Seeker cũng đã tử ẹo. Còn Chao Kanai tuy không còn tí sức sống nào nhưng anh ta đã chạy thoát. Mô Phinh và AA quyết định đi về. Forces are under attack. Trong trận đấu này, mặc dù team 1 vẫn có tỷ số kill death nhỉnh hơn 4-3 mạng so với team 2, nhưng chúng ta rõ ràng có thể nhận thấy rằng team 1 đánh hoàn toàn bế tắc, trong khi đó team 2 đánh rất tự nhiên và có nhiều khoảng trống để cho các hero late farm. Vâng, với Eagle Horn trong tay, Mô Phinh by David đang hết sức mạnh mẽ. Player's forces are under attack. Tôi đang chờ đợi một combat khi mà 5 anh em siêu nhân team 1 đã tập trung với nhau. Lọ rồi. Park đã sử dụng ulti, quyết tâm giết Beastmaster. Mặc dù Seeker đã dùng skin stun để hỗ trợ nhưng vẫn không thể cứu được Beastmaster trong tình huống vừa rồi. DF quyết định ăn Roshan. Chúng ta có thể nhìn thấy dạng dòng băng của đội Long Gunai đây. Rồi David đã dùng skin ulti của mình để copy Chao Kanai. Riêng tôi thì tôi thích copy con Dragon Kanai này hơn, bởi vì tuy dam chỉ bằng 50% nhưng vẫn giữ nguyên được cái hiệu ứng slow và bắn lan của nó rất khó chịu. Beastmaster đã chấp nhận hy sinh để AA có thể về an toàn. Như vậy, bây giờ không ai có thể cản được team 1 ăn Roshan nữa. Tỷ số bây giờ đang là 30-25. Khai thông thế bế tắc, team 1 đã chọn cách ăn Roshan. Player's forces are under attack. Chúng ta có thể vừa nhìn thấy một pha swap của VS. Đó chính là skin mà tôi đã giới thiệu từ lúc đầu, có khả năng đổi chỗ hai hero cho nhau. Bây giờ thủ cơ bot chỉ còn một mình Park. Ở bên trên, Dragon Knight quyết định một mình phê trụ. Giấy teleport của anh ta vẫn đang cooldown. Anh ta đã quyết định về thủ nhà. Như vậy bây giờ Chao Kanai, Dragon Kanai và Park thủ nhà. Tôi đã tưởng Mô Phinh bị hy sinh trong tình huống vừa rồi nhưng không phải, anh ta vẫn tiếp tục sống.
Vâng, và bây giờ là đã copy được cái bóng của người Ukraine. Cuối cùng thì Morphing, kẻ tưởng dường như không thể chết, đã chết. Thực sự thì Drone Kana là một hero late tôi rất thích, bởi vì anh ta có khả năng giáp rất trâu, có skin ultimate khi ở level 16 hóa thành con rồng băng với slow và dam lan rất hữu dụng trong combat. Chưa kể đến có một skin phụt lửa. Vâng, skin này dam cũng tương đối to và AOE, đặc biệt là từ bản 6.73 thì Drone Kana còn được buff thêm, đó là khi dùng stun mà ở dạng rồng thì sẽ là stun xa, chứ không phải đứng sát vào mặt mới stun được như những bản trước. Berserker vẫn chưa thể gom nổi gold để lên được kiếm Blink. Dragon Knight đã ghép xong giáp xương. Vâng, tôi gọi là giáp xương về tên này, Outsaw Kuja. Đây là một cái giáp mạnh nhất trong các loại giáp của trong các item giáp của Dota, với cộng 10 armor, 5 armor aura xung quanh và 20% attack speed. Players forces are under attack. Chắc khoảng 30 phút nữa rồi. Chắc là trận này bên nó 1 phút một phát là như vậy ạ. Vâng, thưa các bạn, do có một số trục trặc nên hiện tại chúng tôi xin tạm thời kết thúc buổi bình luận ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào trong chương trình lần sau. Tạm biệt các bạn. A player's forces are under attack. A town is under siege. Nhưng mà bây giờ anh mà để em không xem được, không ai theo dõi không? Không ai điều khiển đâu. Anh nhá.